Xin chào quý vị. Thưa quý vị, liên quan đến vụ án trưởng Gateway, mới đây nhất, trao đổi với báo chí, luật sư Lê Trọng Minh, văn phòng luật sư Thành Sơn và đồng sự, người tham gia bào chữa cho bà Nguyễn Bích Quy, người đưa đón học sinh ở trường Gateway cho biết, ông mới đến trại tạm giam để gặp bà Quy. Ông Minh kể, từ ngày bà Quy bị bắt tạm giam, tôi cũng đến trại tạm giam để gặp bà mấy lần. Việc gặp bà Quy trong trại tạm giam làm theo thủ tục của bên điều tra. Tại buổi gặp mặt, bà Quy cho biết bà ấy vẫn không ngủ được, người vẫn yếu mệt. Tuy nhiên, khi làm việc vẫn tỉnh táo. Bên cạnh đó, luật sư Minh cũng cho biết thêm, đến thời điểm hiện tại, ông cũng chưa nhận được bất kỳ thông tin gì liên quan đến buổi thực nghiệm hiện trường tiếp theo. Hiện tại, như dư luận đã biết, đã có 4 buổi thực nghiệm hiện trường vụ án được diễn ra, nhưng cả 4 lần bà Quy đều không xuất hiện. Trước đó, ngày 27 tháng 8, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Cầu Giấy đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với bị can Nguyễn Bích Quy, sinh năm 1965, trú tại phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, người đưa đón học sinh trường Gateway để điều tra. Sau khi tống đạt quyết định khởi tố bị can, tối cùng ngày, Công an quận Cầu Giấy đã thực hiện lệnh bắt tạm giam bà Nguyễn Bích Quy, người đưa đón học sinh trường Gateway để điều tra về tội vô ý làm chết người theo điều 128 Bộ luật hình sự. Viện Kiểm sát Nhân dân quận Cầu Giấy cũng cho rằng trong vụ án có trách nhiệm của tài xế Doãn Quý Phiến, sinh năm 1966, nhân viên hợp đồng công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Ngân Hà, khi không trực tiếp kiểm tra xe trước khi đóng cửa mà phó mặc cho người đưa đón là bà Quy. Hai người này cũng bị Viện Kiểm sát xác định đã vô ý tự tin và cầu thả. Vì vậy, ngày 3 tháng 9, Công an quận Cầu Giấy cũng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Doãn Quý Phiến, tài xế đưa đón học sinh trường Gateway về hành vi tương tự với bà Nguyễn Bích Quy, nhưng được áp dụng biện pháp tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin về vụ việc. Quý vị hãy để lại bình luận và đăng ký kênh. Xin cảm ơn vì đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.